Hello, Huỳnh Thông Nguyễn, xin chào ông bà cô chú bác và anh chị em đã ghé thăm kênh của Huỳnh Thông Nguyễn. Cơm đâu? Cơm trong bụng này, bên em là Thông. Nhiều lúc tôi muốn đem nồi cơm ra chỗ khác cho tôi quay phim nha. Đừng có để cái nồi cơm thấy phá lớn nha. Nó bỏ lại được. Cái đó sợ chiều muốn ăn phở thì nó vỡ. Cái ly cà phê em gì đổ rồi? Hết rồi. Cà phê còn mà. Em tự nhiên đúng qua bên. Không biết chị bấm qua bên kia. Thôi, chị đang quay phim. Chị không có bấm gì hết trơn á. Phone em mà sao chị bấm? Chị sao chị bấm được? Em bấm sao rồi nó rang là em không nghe rồi em để thừa chị. Hôm qua em hỏi chị về cái chịu nốt rồi đó. À. Sao thưa nó? Chắc là em thưa nó lộn rồi. Phải không? Yeah. Trời đất ơi. Thưa nó nốt khác, phone khác. Hẹn với lại bà Ma thì là 11 giờ đem thịt cho bà. Mà 11 giờ em nằm em ngủ nên chị không có gọi em. Nhưng đứa giờ nếu mình hẹn rồi bà biết rồi. Ờ thôi chứ mình ăn xong rồi mình ra mình gọi bà. Mình bấm vô mình nói là chứ là bà nó bắt con bấm con ok, nó đưa thịt cho bà nó ok. Bà nói ok. Nói thịt thì mày có thể nướng, nướng là ăn được rồi. Nói gì đó, chị nói gì đó. Trời ơi, em đưa bà em nói chuyện bà nha chị đứng. Chị quay phim. Tại vì ở mấy người mà thích cái thịt này lắm. Trời ơi em ơi, chị còn thích nữa, nó ngon ơi là ngon, mắc lắm em, bây giờ nữa. Mà tại nhà hàng người ta phải theo cái luật lệ, người ta cái bỏ này, đi. Dạ, qua ngày người ta bỏ. Hồi xưa là em đang nói chuyện với cái người làm trong bếp á, họ cho em, họ lại bỏ ra cho em. Mình quên. Hôm nay cái món diet của mình là rau bắp xú trộn thịt gà, gỏi gà đó. Gỏi gà còn heo. Heo chắc ăn ít đấy, gỏi gà thế nào heo cũng ăn, thì gà luộc với cơm. Tại sao dùng cắt ớt thì bỏ vô luôn gỏi nè. Rồi. Nhả ớt đi nè. Rồi đây rồi. Mắm mình làm hấp dẫn không? Hấp dẫn nha, heo nó ăn đó. Với ba với cơm với thịt gà. Còn mình thì ăn rau salad. Gỏi trộn thôi. Hello, mình xin kính chào bà cô chú bác. Ăn cơm. Mời mình ăn nhiều rau. Ăn cơm cơm. Hôm nay lại thêm xin mời ông bà cô chú bác anh chị em ăn trưa. Hôm nay trời nắng, mai mưa tiếp. Em đã chào cô mà. Chào rồi. Hôm nay trời nắng, mai mưa, mai lại mưa nữa, mai gót. Mưa suốt còn luôn mà em. Đó, trời ơi, mình ăn toàn là rau mà. Rau này cũng rau con bé bông. Từ hôm mà mình ăn đây á, đến giờ toàn ăn rau của con bông bông. Cho nên chị ấy thương nó. Bây giờ lượm về nhiều đồ lắm. Ăn luôn. Vô mắc cỡ, anh đồ bé bông cho mắc cỡ. Cho nó kiểu anh biết anh nó biết cái bông anh nữa nha. Nó mà biết nói chuyện là gì chết á. Người ta nói thịt heo không ăn. Đứa con bớt vô đứa con. Vú sữa ở Mỹ rất mắc. Xưa đến nay không hề thấy, bây giờ mới bắt đầu thấy. Hồi xưa đến nay không hề thấy, bây giờ mới bắt đầu thấy. Mà 10 đồng một thao thì cũng coi như rẻ, bằng với nhãn thôi. Dạ nói gì vậy? Bây giờ có vú sữa rồi em, ngồi chợ có vú sữa, tí chay mình nhái. Lần đầu tiên chị thấy, hồi xưa giờ muốn ăn vú sữa là phải mua đông đá. Đúng rồi, giờ bây giờ thấy có tươi rồi. Nó ở dưới Oregon thì nó có. Ở Oregon thì nó có vú sữa tươi chị. Đó, bây giờ mình cũng có, ở chợ có rồi, sáng nay chị mới thấy. 10 đồng một bao. Tại sao dê mình không có chứ, mà dưới Nhật Bình chắc Florida có. Texas.
tại cái phone nó anh không biết, là anh bấm có nút đỏ anh chưa bao giờ bấm đó. Mà là không biết có phải chị bấm không, bấm thì bấm cái nó không có đây không biết luôn. Chụp nước không? Cái chè không? Không. Cái ly này pha cà phê lâu không? Ly vô chứ có ai bị á. Nó dày á. Bán thì mình đi nước 8 đồng, chị nghĩ cái ly này cũng phải 50 sen nè. Ly chắc mua ra bị nó à, bị có mát lịch. Ừ. Nó chắc lại á, chắc nó có lại đặc mặt nó. Rau xà lách nè. Không mập được. Toàn rau không mập. Thứ ăn thịt gà cũng không nhiều, vừa vừa gà thôi. Bây giờ là ăn mực, tôm. Tôm mới tiếp thôi. Cá với lại thịt gà với lại ốc. Ốc không có cholesterol. Thì sao sáng dậy đang cơm mà cũng cà phê nữa. Cho em uống cà phê được không? Không uống bia vậy không có gì hết. Chỉ có uống cà phê đâu có tội đâu gì. Giỏi. Hả? Giỏi. Sáng chị ăn này, chiều chị ăn này, xong luôn hết lợ. Sữa bộn, thôi đi làm ăn, ăn vừa nè. Ừ, được không? Nước mắm ăn nó vừa không à? Ừ. Nó có khi gì làm nước mắm bún gì ăn cũng làm nước mắm đặc thì ngon, chứ đừng có làm lỏng mà chua chứ mà không có ngon. Ừ. Khó ăn lắm, người ta ngon là nhờ nước mắm gì. Ừ. Thì không cần nước vô. Ừ. Cho yếu thôi, đừng có nhiều, cho nước nóng mà cho ít thôi. Ừ, gọi ngon. Nóng nóng hơn thì giỏi hơn. Chị không ăn đùi gà hả? Ừ. Không, lấy cho bố thì cá. Thì xé cái ớt trong này. Nè, cái ớt nè. Ngày nào Hương cũng báo cáo với khán giả Hương ăn món gì. Lỡ mà Hương thành công rực rỡ xuống được 10 bao trong vòng thời gian ngắn thì các chị em hoặc anh em nào mà muốn thử thì mình cũng thử luôn. Cái này là Hương ăn đé, Hương ăn nhưng mà thằng heo nó cũng ăn được. Thay vì Hương chỉ ăn gỏi này thôi, Hương ăn ít thịt. Heo nó ăn thêm thịt với cơm nữa. Vậy thôi, Hương chỉ ăn trong vòng này thôi, Hương không ăn thêm thịt. Ăn hai cái chân gà chắc không xong. Đó, mình ăn vậy, chưa thấy thèm cơm gì hết. Hay lắm. Tại bình thường mình thèm là tại mình phải chịu đói nên mình thèm. Chứ bây giờ mình được ăn no mà. Nhưng mà cũng phải bớt ba cái đồ ngọt, tinh bột đồ. Hôm qua thấy có bánh khét ngon lắm nhưng mà không ăn. Tại trong đó nó có bơ, đường, sữa, bột cũng. Đâu, xong thay cắt bột xuống thì mình ăn. Xong thay thì phải ăn. Chị có ăn, chị có ăn trái cây mà thì cũng có trái đường rồi. Trái cây. Ăn trái táo. Nếu cảm thấy ăn trái táo thì ăn bằng cái đậu phộng cũng được đó. Chấm đậu phộng ăn. Trời muối. Tao chấm bơ đậu phụ ăn ngon lắm hả? Cà rốt chấm đậu phộng đúng không? Vậy hả? Ăn cà rốt chấm với đậu phộng không? Với bơ với cành á, chấm đậu phộng đúng không? Mọi khi Hương sợ Huỳnh đi xa rồi không có video đăng lên, cho nên Hương nói. Hương mới nói anh chị em nào cô chú bác mà hát thì xin gửi cho Hương hát chay thôi để Hương đăng vô trong video cho vui. Thôi nó dài video xíu. Kỳ này Huỳnh chưa đi nhưng mà Hương cũng thấy có video nên Hương cũng đăng lên. Hương thấy vui tụt xuống lắm, view tụt tụt. Mà lúc trước lúc Hương đăng lên chị Hương đã nói rồi. Nên trên YouTube ca sĩ hát tùm lum hay như vậy, ai mà đi nghe hát nhạc mà không lời mà còn ca sĩ, còn những người hát không hay bằng ca sĩ, ai mà nghe nhạc, nghe hát mà không có nhạc, mà người hát lại không hay bằng ca sĩ, sao người ta không vô YouTube người ta nghe nhạc. Chị Hương cảnh cáo như vậy rồi nhưng mà Hương nghĩ cho nó vui, Hương vẫn đăng lên. Xong thấy view tụt xuống. Xong có một người nói rằng là kể nếu mà như vậy thì không có vô kênh nữa, mà Hương không hiểu nói cái gì.
Hôm qua có một cô giải thích đàng hoàng là rõ ràng là không có đúng rồi nhạc như vậy chán lắm, họ muốn gặp Huyền nghe mình nói chuyện này kia, rồi Huyền đi làm cuộc sống ra sao vậy thôi, cho nên bây giờ Hương dẹp 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 không có bỏ nhạc lên. Tính của chị thì bướng. Bây giờ phải cậy miệng thằng heo này cho nó nói cái gì cho video dài dài một chút. Em phải tập mai mốt, em phải nhìn vào trong cell phone em tâm sự với khán giả nữa. Hồi em có thấy anh Lập làm không? Anh tập làm thử cho chị coi, em nhìn vào đây. Hôm nay Huyền như thế này, hôm nay Huyền như thế kia, Huyền đang tính về, Huyền đi làm. Bây giờ em bữa nào em thử nhìn vào trong đây em tâm sự với khán giả cho chị coi được không? Biết làm không? Biết thì nói chút được. Nhưng mà phải nhìn vào đó chứ không phải nhìn vậy thôi. Phải nhìn, nói chuyện với ông bà của chú bác, phải nhìn vô chứ né nhìn đâu. Đúng rồi, bình thường em cứ nói vậy nè. Hồi xưa mà mỗi lần Hương nói là nó cà lăm một trận xong rồi nó nói ngậm xong nó cứng miệng luôn, nó nói không được. Chỉ là chào khán giả thôi mà vậy á. Bây giờ thì đỡ chút rồi, nói được rồi, không có bị cứng miệng, không có bị cà lăm, không có bị quên hết mọi sự nữa. Nói được nhưng mà chưa dám nhìn vào máy, vẫn nhìn chỗ khác không à. Rồi kể từ bây giờ Hương không có bỏ mấy cái nhạc hát lên nữa. Tại nó nói gì đâu có nghe. Mình phải thử mới biết chứ. Mới thấy view tụt xuống. Do thì nghe. Nhưng mà nếu em hát chắc khán giả nghe, em hát không? Biết bữa anh Thắng nói là em qua đây em hát cái gì á, trời ơi nói chuyện ngon xong nữa theo hát chắc chết đó. Nói chuyện ngon không xong nữa hả? Nói chuyện ngon xong nữa kêu hát chắc chết quá không phải vậy. Nói chuyện phản chút xíu cơm thôi chứ để ăn cơm sao không? Cái này thì hỏi hết tất cả còn lại cái nem á mình phải bỏ tủ lạnh cho bỏ ngoài á, nó không ăn đau bụng nó bị bệnh. Em chị hỏi hết đi, người ta cần bỏ ngoài cho nó chua không có, mình bỏ trong tủ lạnh. Người ta làm nem là phải để ngoài cho nó chua, ở ngoài chợ người ta cũng bán cho mình, người ta cũng để ngoài, nó không có tủ lạnh. Mà heo đem về nó chứ cái Hương là phải đem cất tủ lạnh chứ không thôi mà cất tủ lạnh làm sao mà ăn được nữa. Nem có tủ lạnh em phải bỏ tủ lạnh chị bây giờ xin cô chú bán anh chị em người nào mà biết thì nói cho heo để cho nó đến. Để ngoài để tủ lạnh nó lâu cái này là mình mua về mình ăn chưa hết, mình ăn mỗi ngày một hai cái thì mình đem cất tủ lạnh hay mình để ngoài Hương cũng không biết luôn. Hương là Hương để ngoài để cho nó chua thật mà chị đâu có thể bỏ ngoài được. Thế này thì sống nấu bằng chemical mà em biết nhưng mà không có bỏ ngoài được thì hỏi hết bà con quá anh ra đi. Vừa hỏi rồi, bây giờ đợi trả lời. Tại em nói công thì đâu có bắt bỏ cái giếng của em. Trời lâu mà sao óc thì vẫn phong kiến. Bữa xưa giờ thì làm vậy á. Hương ăn quá trời rau luôn, thâu rau này nè hôm nay. Ngon lắm. Không khí quá. Đâu qua em đâu có mà cảm xúc gì đâu. Thằng Neo nó cứ nói Hương mà chị dữ quá, chị khó tính quá, chị xấu xí quá, không nhuộm tóc, tóc tai phát ớn nên không ai xúc chị. Nó làm Hương giống như là rác vậy, phải có người tới xúc. Chị nào biết em sợ quá, không phải không? Nếu nào hỏi đăng trên hỏi kiếm Mạnh Thường Quân khác không? Có Mạnh Thường Quân nào mà thiệt hơn chị Hương. Đừng có khó tính với chị Hương. Trời ơi nhìn chứ bà cô gắng nhìn chứ thử dữ lắm á. Con khổ sợ lắm đó chứ không phải sướng đâu, nhìn về thôi. Nhìn vậy thôi.
Để Hương lấy cái phone, chờ cái phone Hương đang để quay phim rồi. Có một em ở dưới Nam Cali gửi nói chuyện với Hương, gửi tắt nói chuyện với Hương, muốn gửi mấy cái mũ len lên để Hằng đi hát. Xong rồi em đó mới nói là em có xem video của chị rồi, ở trong hãng của em làm apply apply medical, mấy chị em trong hãng cũng có làm, cũng có coi video của chị Văn Huỳnh, cũng có nói chuyện về video của chị Văn Huỳnh. Hương mới nói là các chị em có gì chê chắc không thì báo cho chị biết để chị thay đổi. Xong em nói nó không có, mà xem mà cười lắm, nói rằng anh Huỳnh giống như là ông chủ của chị Hương. Em nghe rõ chị còn cái tắt vậy trong phone chị lấy ra không được, em giống như ông chủ chị mà giờ em nói chị là chị làm em khổ sở, chị làm gì mà khổ sở. Nó đúng là giống như ông chủ Hương. Hương nói vậy đúng thật phải không? Em Phương ở Apply Medical nói như vậy đó, mấy chị em trong hãng nói như vậy. Say hi to everybody at Apply Medical nha, ở South Cali. Nói khổ lắm rồi, nhìn vậy không phải vậy đâu. Mọi người coi video thấy rõ ràng em làm giống như em là ông chủ của chị á. Món này chị mới tập làm YouTube á. Món gỏi này chị mới tập làm YouTube á. Chị ông nói rồi Hoài, hết món này. Có này có này, cái bông nó trả lời chị, nó nói chị làm cái ăn hết đầu rau củ cải của nó. Mai sẽ lấy cái khổ qua Ấn Độ nhồi thịt vào ăn thử thử sao. Người ta nói khổ qua Ấn Độ ngon hơn khổ qua Việt Nam. Nó đắng à? Đặt cái nhà này nó đắng không? Ngon hơn khổ qua Việt Nam. Thử cái nhiều ha. Chị Hương Anh hết thâu này vậy thôi. Em cũng đã rồi. Phải ăn cơm chứ. Mọi khi em ăn cơm gấp 3 như vậy, bữa nay em ăn còn 1/3 à. Cũng như ông ba thử, ông tập ba thử cũng theo vậy mà. Ừ. Chị. Tại vì có mạnh không chị xé gà giùm mà. Thôi ăn mấy miếng này đi. Cho vậy xé. Thôi đứng một liệu chị. Tại nhiều lúc em yếu đuối, nhìn em vậy em yếu đuối chị ơi. Cho nên em bật chứ mấy phụ nữ có tính men mới được. Phải men với em. Ngon là yếu đuối lắm. Em nhiều khi lúc mà yếu. Không chứ còn nhiều khi có lúc mà yếu rồi đâu phải lúc nào đi. Mắm này thì làm ăn được á. Chứ xưa giờ nó mắm chua quá. Cho nhiều giấm. Dạ chua mà đặc phèo là ăn làm đồ ăn không có ngon. Cho nhiều giấm nhiều nước. Làm đồ ăn à, thì ăn đồ ăn không ngon, đồ ăn nó ngon thì nhờ nước mắm. Nhờ cái nước mắm ông làm. Gỏi quấn hay bất cứ thứ gì hay là cá rồi này kia ăn cho nước mắm của mình nó làm cho mấy món ăn nó ngon đây. Ngon là nước mắm mà chính mà nước mắm của chị làm chua lè nghe tèo tèo vậy. Anh nói thì là bị ốm rồi nè.
Này hơi chua. Bớt đi. Đừng có chua quá. Ăn là bà coi thử. Tại em không sao. Chị không ăn cơm gì á. Gọi là ốm lắm mà. Mày ăn đây em ăn xà lách. Nhanh đó. Mà cái nước trộn xà lách của nó dầu không mà. Nhanh đó. Tối anh cũng ăn xà lách cho nên ổn, bây giờ anh không ăn nữa, giờ nó mập ra kìa. Nếu mà cái ai mà ăn trộn xà lách thì mình tự làm cái dầu giấm của mình cho chút xíu dầu thôi, phi tỏi lên xong cho giấm. Chứ đừng có mua ba cái nước trộn của ở ngoài tiệm ba nước trộn xà lách con dầu không à. Ăn gì nhanh quá vậy? Không thấy em tâm sự với khán giả, ăn giống như ăn cướp vậy á, xong rồi em xong có tiêu. Thế nào kiểu này em bị đục, trời ơi ăn em ăn tính ăn, lúc này ăn vậy á. Thì ăn đi. Rồi, thôi chào khán giả đàng hoàng đi. Hello, chúng mình kính chào ông bà, cô chú bác đã ủng hộ kênh của mình Đức Nguyễn. Cảm ơn nhiều, nó bữa cơm đơn sơ, gà liền, cõi. Rồi, xong rồi đấy không, chị đắt đi nha. Chị đẹp. Hello, mình cảm ơn ông bà, cô chú bác, anh chị em đã coi video và ủng hộ mình. Thank you.